Anh Khôi xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Chị Liền, tác giả Nguyễn Công Hoan, qua sự thể hiện của giọng đọc Anh Khôi. Chị Liền quê quán ở đâu? Bố mẹ tên là gì? Chị không biết. Cả họ thật của chị, tên thật của chị là gì? Chị cũng không hay. Liền là tên người bạn đã chết. Và đến mãi sau ngày khởi nghĩa tháng 8, để lấy thẻ bầu cử, chị mới khai liều là họ Nguyễn. Chị nói lý do: bởi vì em thấy ở nước ta phần đông là họ Nguyễn. Em vốn lẻ loi, nên muốn cùng họ với đa số. Rồi chị tiếp: có làm sao, miễn là em cứ là dân Cụ Hồ, hăng hái đấu tranh đánh đổ địa chủ phong kiến, hăng hái kháng chiến, tiêu diệt hết quân xâm lược. Theo sự hiểu biết của chị, thì gốc gác của chị như thế này. Mẹ chị ngày trước lấy một người bần nông, đẻ được một gái và một trai. Đến năm bà 35 tuổi, thì chồng bà chết. Thằng địa chủ ở làng, chị không biết tên là gì, thấy bà còn trẻ, xinh và khỏe mạnh, nên muốn lấy bà làm lẽ. Nó vừa tham nhan sắc, vừa tham nhân công. Người đến nói chuyện với bà hộ nó, đem cái 100 mẫu và cái uy thế của nó hống hách một vùng ra để làm mồi phú quý, dỗ dành bà. Nhưng bà không bằng lòng. Tôi có con trai rồi, tôi có ruộng rồi, thế là đủ, tôi chả cần bước đi bước nữa. Thằng địa chủ suy nghĩ, nó lập tâm. Nó thuê người rủ con trai bà ra cầu chơi, rồi đẩy xuống nước, cho chết đuối. Nó lại xui những người nhà chồng bà, đến bà bắt phải tìm một người cháu trai để lập tự, sau này hương khói cho ông. Lẽ cố nhiên, 6 sào ruộng mọi ngày vẫn nuôi sống mẹ con bà, nay về tay người khác. Thế là câu bà nói tôi có con trai rồi, tôi có ruộng rồi, để bà chả cần bước đi bước nữa, không còn lý do tồn tại. Lần này, thằng địa chủ nhờ người đến hỏi bà, thì bà phải suy nghĩ. Nó lại tấn công bà bằng cách nhờ những người thân mến của bà, nói vào hộ rất nhiều. Sau hết, bà bằng lòng lấy nó. Bà lấy lẽ thằng địa chủ, nghĩa là thằng địa chủ đã có sẵn vợ ăn cơm nóng và nằm nhà trong, và con vợ cả này đã có cả con trai lẫn con gái. Chính nó là chủ 100 mẫu ruộng. Ngày nào con mẹ cũng ra đồng để lao động. Khi mồm, luôn miệng, nó quăng quác mắng chửi người làm. Như vậy, nó đầy đủ quá lắm rồi, đầy đủ gấp mấy bà, khi bà mới quá chồng. Nhưng có một cái mà gia đình địa chủ nào cũng thiếu, cũng cần, là nhan sắc và nhân công, thì bà không nghĩ ra. Cho nên bà trở thành cái mồi ngon cho cả hai vợ chồng nó, là những quân chuyên môn dâm dục và bóc lột. Ban ngày bà hùng hục làm từ gà gáy, sành đâu là bị quát, bị đánh. Đến nửa đêm, bà mới được nghỉ, nhưng không bao giờ thằng chồng cho bà ngủ ngay. Được 3 tháng, bà có mang. Thật là lôi thôi, vì bà sẽ đẻ ra một đứa con, mà vợ chồng thằng địa chủ không cần có. Đứa con ấy, sau này, lại được hưởng một phần gia tài. Như vậy, lũ con vợ cả mỗi đứa phải bớt đi một ít ruộng. Mà có mang thì kém sức lao động, khi đẻ, phải nghỉ việc. Nhà thì bận, một người phải nghỉ việc, thì rất thiệt thòi. Thuê người khác làm thay, thì phải trả công. Hơn nữa, theo thằng địa chủ nghĩ, người mà nó nhận là vợ lẽ, khi có con, yếu đi, già đi, sẽ trở thành vô dụng, thì khó đuổi. Nó phải nuôi báo cô suốt đời. Do những lẽ ấy, vợ chồng thằng địa chủ làm như đã làm với những người vợ lẽ trước có mang. Chúng nó dỗ dành, khuyên nhủ bà uống thuốc thôi thai. Nhưng không như những người trước, bà không uống. Chúng nó nói vã bọt mép, bà cũng không nghe. Bà không thể tàn nhẫn. Bảo ngọt không được thì nó bắt. Một hôm, con vợ cả gọi bà vào buồng ngủ riêng của nó. Bà biết là chuyện chẳng lành. Bà thấy trên bàn có một bát thuốc màu đen, hơi còn lên nghi ngút. Hai vợ chồng nó vào. Thằng chồng, một tay cầm dây thừng, một tay cầm đòn cân. Con vợ khóa cửa lại. Con quạ cái trỏ vào bát thuốc, nói. Bà nói đã hết lời mà mày không nghe, thì bà bắt mày uống. Mày ở nhà này, thì phải theo gia pháp nhà này. Ở nhà này không có lệ vợ lẽ đẻ con. Bà đứng lăng. Nó quát hỏi. Mày có uống không? Thằng chồng dục. Khôn hồn thì uống đi. Không uống cũng không được. Bà bưng mặt, hu hu khóc. Tôi tưởng tôi lấy ông để. Con vợ trừng mắt, đập bàn. Không kể lể. Uống. Bà nhìn nó bằng đôi con mắt năn nỉ. Thưa bà, tôi không uống. Lấy chồng, ai chả muốn có con. Không muốn được. Nói nhiều rồi. Uống. Thưa bà giết tôi thì giết. Tôi không uống. À, con này khó bảo. Nó cầm cây vỏ, quật vào lưng bà đánh chát, rồi kề bát thuốc vào mồm bà. Uống. Nhưng bà quay mặt đi, mím chặt môi. Thấy bà gan, hai vợ chồng nó, mặt đỏ bừng, vật ngựa bà xuống đất. Bà quằn quại. Thằng chồng ôm ghì lấy hai tay và đầu bà. Con vợ gang mồm bà, đổ thuốc vào. Bà không thể cựa, nhưng bà phỉ thuốc ra. Nó đánh cho bà kêu để thuốc trôi vào họng. Nhưng bà không kêu, chỉ ằng ặc và cố cựa quậy cái đầu, cho thuốc khỏi vào miệng. Nó bèn thọc hai tay vào nách để cho bà sặc cười, phải nuốt thuốc. Nhưng bà không buồn. Cả bát thuốc đổ ra ngoài gần hết. Con vợ nghiến răng, vừa vấn lại khăn, vừa nói. À, con này rắn đầu rắn cổ. Dứt lời, nó lấy dây thừng, buộc một đầu vào cánh tay bà. Rồi nó quấn xung quanh mình bà. Nó thít thật chặt. Bà mất cựa. Không thể cưỡng nổi. Bà nằm ườn, thở hổn hển. Vợ chồng nó cũng mệt, cũng thở hổn hển. Thằng chồng quấn thêm dây vào hai cẳng chân bà. Bà cố sức giãy đành đạch, nhưng sức một người địch sao nổi hai người. Một lát, bà bị trói chặt như con lợn sắp đem mổ. Con vợ, muốn chừng đầy kinh nghiệm, nhét rẻ vào miệng bà, cho bà chửi không rõ tiếng. Hai vợ chồng nó lật ngửa bà ra. Con vợ ghì chặt. Bà không thể lật nghiêng. Bà thở phì phì ú ớ kêu. Thằng chồng hỏi. Tao hỏi mày lần nữa, có uống thuốc không? Bà lắc đầu. Con vợ nói. Được rồi. Nó cầm cái đòn càn, để ngang bụng bà, ấn hai tay xuống, để cán đi cán lại. Bà giãy giụa, nhưng thằng chồng giữ chặt quá. Bà vừa giãy vừa kêu. Bực mình, thằng chồng bảo con vợ giữ. Nó phăm phăm đứng dậy, và cứ cả giày tây đánh trống. Nó dẫm lên bụng bà. Nó giận, giận thật mạnh. Bà kêu u ú. Một lát, bà không quẫy, không cựa, không kêu được nữa. Máu đỏ ướt đẫm quần. Cái thai phọt ra. Bà ngất đi. Sợ bà chết ở nhà nó, vợ chồng nó bắt khênh bà ra cổng. Anh Sơ, một tá điền nghèo, đem bà về nhà, chữa chạy cho bà. Bà thoát chết. Bà thoát chết thì khỏe dần ra, và lại đẹp dần ra. Nghĩa là lại có nhan sắc và sức lao động. Thằng địa chủ tiếc của trời, bắt bà về nhà nó để ở. Nhưng bà sợ quá rồi. Nghĩ đến hai vợ chồng đứa tàn ác, bà rùng mình. Thằng địa chủ bảo. Không ở chung nhà thì thôi. Lấy chồng không có phép ở nhà người khác. Nó cho bà ở cái nhà mà nó vừa chiếm để bắt nợ. Cách dinh cơ nó độ nửa cây số. Nhà có người ở thì đỡ nát. Ban ngày bà phải đến nhà nó để làm việc cho nó như trước. Ban đêm, được về ngủ với con gái. nhưng thằng dê già không để cho bà được sống yên thân một mình. Thỉnh thoảng nó vẫn dùng cái quyền làm chồng để đến hiếp bà. Phải gọi là hiếp mới đúng, vì bà kinh tởm nó, nhưng không sao trốn nổi nó. Chẳng bao lâu, bà lại có mang. Lần này thì bà dắt đứa con riêng, trốn đi biệt. Để khỏi phải cán bụng, phọt thai lần thứ hai, bà đẻ ra chị Liền. Gọi T là cái gái con. Chị của chị T là cái gái. Vợ chồng thằng địa chủ dò biết chỗ bà ở. Thấy bà vẫn còn khỏe mạnh, thì bắt về, để bóc lột nhân công. Nó sợ bà mắn đẻ, nên cấm chỉ thằng chồng không được bén mảng đến nhà bà ở. Nhưng cấm sao nổi. Nó đã đánh bà bằng những trận đòn ghen thừa sống thiếu chết. Nó lại đầy đọa bà phải làm lụng vất vả, và ăn đói uống khát hơn cho thân hình xấu xí đi. Nhưng nó vẫn cứ sợ. Sợ khi nghề đàn bà trẻ chưa qua, già chưa tới, lại ở một mình. Lỡ ra dại dột với đứa nào, ẵnh bụng ra với nó, thì chồng nó không thể không nhận con. Vì cấm rất ngặt, mà thằng này vẫn cứ thì thọt lui tới với bà, nên muốn giải quyết sự không yên tâm này cho êm thấm, nó lừa cho bà uống thuốc độc. Bà chết. Năm ấy, chị gái lên 7 tuổi, chị Liền lên 2 tuổi. Vợ chồng thằng địa chủ đuổi chị gái về ở với họ nội, còn chị Liền thì nó giữ lại. Chị Liền gọi vợ chồng thằng địa chủ là thầy và u, xưng là con. Nhưng những đứa con của vợ cả thì được ăn với cha mẹ, mặc lành lặn, ở nhà trên, nằm ngủ có chăn màn. Lên 6 tuổi còn có người phải xỉ mũi và rửa đít hộ. Còn chị thì cả ngày trần truồng, có mỗi cái áo thải thì rách tả tơi, ít dám mặc, vì lòe xòe, sợ nó đánh. Chị ăn với đầy tớ, ngủ dưới bếp, nằm ổ rơm với nửa mảnh chiếu thùng. Bất cứ có cớ hay không có cớ, hễ vợ chồng nó ngứa mồm hoặc ngứa tay, thì nó chửi và đánh chị. Chị phải chửi và phải đánh nhiều quá, đến nỗi gầy gò, xanh xao, lúc nào cũng ngẩn ngơ, len lét, sợ sệt tất cả. Thằng chồng bảo chị là cái bướu, sao không chết quách đi cho đỡ bẩn mắt. Còn vợ nhiếc chị là con đĩ, nuôi làm gì cái giống ấy để ăn hại cơm chó. Nhiều lúc đứa trẻ nô đùa ở sân, chị ngồi đằng sau vách bếp, ngó qua lỗ thủng để dòm ra. Thấy chị Liền bị đầy đọa khổ sở, có ngày đến chết oan vì đòn, nên cậu ruột chị bắt trộm chị đem về nhà. Người cậu cũng nghèo, nên năm lên 5 tuổi, chị Liền đã phải kiếm ăn lấy. Chị đi ở chăn trâu cho người ta. Tôi về công tác tại xã Toàn Thắng. Qua thăm nghèo hỏi khổ, tôi được biết chị Liền. Năm nay, chị 29, bị què từ năm 27. Chị đã có chồng. Chồng chị là một thương binh, cụt bàn tay trái, được đón về xã 4 năm nay. Nay chị đã có một con trai. Hồi phát động giảm tô, hai vợ chồng đều được bắt dễ. Qua phong trào đấu tranh, hai người đều được vào đảng. Chồng chị được chọn đi dự hội nghị tổng kết và được đào tạo làm cán bộ đi phát động cải cách ruộng đất. Người làng kể lại cái tình duyên của hai anh chị cũng khá hay. Nguyên là ở xã, anh thương binh ấy phụ trách lớp bình dân học vụ. Thấy chị Liền trốn chủ đi học tập, anh ấy chú ý và đi sâu tìm hiểu. Ngày ấy, chị Liền còn ở nhà địa chủ. Nó không cho chị đi lớp. Nó không cho chị lấy chồng. Nó hung ác đến nỗi đánh chị què, tàn tật suốt đời. Anh ấy thương chị Liền, đã từ chối một người nhà giàu gọi gả con gái để kết hôn với chị. Hôm tuyên bố đám cưới, anh ấy phát biểu: "Tôi là cố nông, chị Liền là cố nông. Chỉ có người cùng cảnh nghèo khổ mới hiểu nhau để thương yêu nhau lâu bền. Tôi cụt tay vì đế quốc, chị Liền quẻ chân vì phong kiến. Chị ấy lại khổ hơn tôi, là bị đế quốc nó làm cho mù chữ, và bị phong kiến nó kìm hãm, ngăn ngừa, không cho học tập để u mê thêm. Chúng tôi đều là nạn nhân của cả đế quốc, lẫn phong kiến. Chúng tôi có thù sâu với đế quốc phong kiến thì chúng tôi mới lấy nhau. Tôi lấy chị Liền thì mới cứu chị ra khỏi bàn tay địa chủ nó đầy đọa chị khổ cực từ đời mẹ. Chị Liền lấy tôi để giúp tôi thêm sức mạnh lao động. Chúng tôi lấy nhau để nâng đỡ, an ủi nhau, đem hạnh phúc cho nhau, vượt cho nhau khỏi cái nạn thương tật của đế quốc và phong kiến nó gây cho chúng tôi. Chúng tôi lấy nhau, sung sướng, không khổ nữa, là chúng tôi thắng cả đế quốc và phong kiến. Chị Liền kể cho tôi nghe quãng đời từ năm chị hiểu biết như sau này. Năm ấy lên 9, tuổi vẫn ở chăn trâu ở nhà quê. Chị gái em thì đi ở cho một người ngoài Hà Nội. Một hôm chị em về bảo em ra Hà Nội chơi. Em theo chị em đi. Xe lửa tới ga. Người xuống xe đông nghìn nghịt. Chị em bảo em níu áo cho khỏi lạc. Trước cửa ga, đèn điện sáng trưng. Xe pháo, người qua kẻ lại ồn ào, tấp nập. Em hoa cả mắt. Em theo chị đi quặt phố này sang phố khác. Đến một cửa hiệu, đèn sáng quá, có bày hai con ngựa giấy ở trong tủ. Em đứng lại xem. Lúc quay ra, em không thấy chị em đâu. Em gọi to, rồi khóc ầm ĩ. Bấy giờ có một người đàn ông đến bảo em. Mày nín đi, theo tao. Tao dắt về với chị mày. Chị mày ở gần đây. Em theo nó. Nó đưa đi mãi. Đến một nhà có 2 tầng. Chị Liền muốn nói nhà gác. Thì vào. Em trèo lên thang. Thấy đến hơn 10 đứa trẻ bằng tuổi em. Ngồi lốc nhốc trên mặt ván. Chúng nó trố mắt nhìn em. Không thấy chị gái. Em òa lên khóc. Thằng đàn ông dỗ em. Em không nín. Tức thì... Nó giơ tay tát em một cái. Đầu em dập vào tường. Em không dám khóc. Nhưng tất cả những đứa khác khóc vang. Thằng đàn ông trợn mắt. Lấy ở tường cái roi to bằng ngón tay cái người lớn. Nói. Có cầm họng cả đi không? Đến đây. Ông cấm khóc kia mà. Quên rồi à? Tất cả chỉ dám thút thít. Rồi im bặt. Em ở đây 2 hôm. Thì thấy thằng đàn ông đưa một con đàn bà lạ mặt đến. 2 đứa bắt bọn trẻ con chúng em cởi trần chuồng ra, để ngắm nghía từng đứa một, bắt quay đằng trước, quay đằng sau, để nhìn từng ly từng tí. Nó chọn được 4 đứa, trong đó có em, với một đứa nữa tên là Liền. Nó trả thằng đàn ông 24 đồng, rồi bảo chúng em. Chúng mày theo tao, tao đưa về nhà bố mẹ chúng mày. Chúng em tưởng thật, rất mừng rỡ, theo nó ra ga, lên xe lửa. Con Liền tinh nhất đám, òa lên khóc. Nó nói, về nhà em phải đi xe điện kia mà. Con mẹ tát nó dúi dụi, đẩy nó lên toa, và giao hẹn. Đứa nào khóc tao vứt xuống đường. Xe chạy, chúng em ngơ ngác nhìn nhau. Chúng em khôn rồi. Đứa nào khóc nhiều thì phải đánh nhiều, khóc ít, phải đánh ít, không khóc, không phải đánh. Cho nên thằng Cung mau nước mắt nhất, cũng phải thin thít, vì con mẹ ấy ngồi ngay bên cạnh. Xe dần dần đến đồi núi. Em sợ quá, em vẫn nghe chuyện ở rừng có ma hay ăn thịt trẻ con. Em cố nhịn khóc, nhưng không nổi. Em òa lên, đứng dậy, đòi về. 3 đứa kia cũng khóc. Con mẹ quắc mắt, ấn vai em ngồi xuống. Cả 4 đứa khóc loạn lên. Con mẹ tát mỗi đứa một cái. Em bị đinh tai, nhưng cũng nghe rõ nó nói với người đi tàu. Thật là cái tội, tôi là cô chúng nó. Đưa chúng nó lên chơi với bố mẹ chúng nó ở Phú Thọ, mà chúng nó cứ đòi về. Thấy nói bố mẹ, em ngó ra để nghe. Con mẹ buôn người đưa chúng em về nhà nó. Đến hôm phiên chợ, nó đem đi bán, mỗi đứa giá 15 đồng. Con mẹ Tránh Mừng mua em với con Liền. Em ở nhà vợ chồng thằng Tránh Mừng 19 năm. Nó bảo con Liền với em làm con nuôi nó. Lớn lên, nó gả chồng và cho quần áo, mấm vàng, xà tích và ruộng nương. Trong 19 năm, mình em đếm được 23 cái sẹo vì bị đòn. Và nay thì què. Vợ chồng nó ác quá. Nó đánh bất cứ bằng cái gì. Vớ được cán cuốc, nó đánh bằng cán cuốc. Vớ được con dao, nó đánh bằng con dao. Chúng em bị đánh nhiều quá đến nỗi mụt cả người, cả ngày không dám nói năng gì, nhưng đêm đêm lại ôm nhau mà khóc. Cả ngày chúng em làm quần quật ở ngoài ruộng, thật là bán lưng cho trời, bán mặt cho đất ngay từ năm 13 tuổi. Vợ chồng nó chỉ ngồi phưỡn ra mà ăn, để chửi, để đánh chúng em. Bất cứ thế nào, nó cũng đánh, cũng chửi. Nó thấy đít quần chúng em còn lành nguyên, mà hai ống đã rách tả tơi, thì nó chửi rằng mặc hại. Nó thấy mùa rét, áo chúng em đẫm mồ hôi, thì nó chửi rằng bẩn. Nó không biết rằng tại nó bắt chúng em làm cả ngày, có lúc nào được ngồi như chúng nó đâu để đít quần mòn rách trước ống như quần của hạng chúng nó. Chúng em phải cũng bị nó đánh chửi, trái cũng bị nó đánh chửi. Thành thử không biết thế nào là phải, là trái. Hình như nó mắc bệnh chửi người, đánh người. Không chửi, không đánh, thì nó ngứa ngáy cái mồm, cái tay hay sao ấy. Chúng em không đếm xuể là bị đánh bị chửi bao nhiêu giận. Một hôm, con liền bảo em: "Bây giờ mày với tao làm thế này thì đếm được đòn. Thôi thì không kể những cái đấm đá, tát lặt vặt. Cứ những trận nào ra trận thì chúng ta bỏ một hạt ngô vào trong ống. Cuối năm, dốc ra đếm xem, đứa nào phải đón nhiều hơn. Năm nào ống em cũng nhiều ngô hơn, có năm đếm được 129 hạt. Ngày ấy, con liền và em, mỗi đứa có một nguyện vọng khác nhau. Nó ước ao được chọn một ngày không bị chửi, bị đánh. Em ước ao được nguyên một bữa ăn toàn cơm nông. Bởi vì chúng em với chúng nó ăn chung mâm thật, nhưng mình thì mũi ngửi thấy mùi cơm tám ngon ngào ngạt, mà miệng thì nuốt cơm chua. Một lần, em đi chợ bán khoai cho con mẹ tránh mừng được 1 đồng 2. Bà Nhự là một bần nông, thương em đói rách, bảo: "Mày bớt ra 2 hào mà ăn quà, tao không phô bà ấy đâu mà sợ." Nhưng em không dám, không biết bà Nhự tử tế thật hay định lừa em. Em sợ vợ chồng thằng Tránh Mừng quá, đến nỗi nghi kỵ hết cả mọi người, cho ở đời không ai là tốt cả. Năm chúng em 16 tuổi, thằng Tránh Mừng dở thói hiếp dâm. Con liền bị nó đè sấn ra kêu không được, mới nói: "Thầy là bố nuôi con, sao thầy làm thế?" Nó đáp: "Tao nuôi mày chỉ mong mày báo hiếu những lúc này thôi." Còn em thì nó không hiếp nổi, vì con vợ nó biết, nên thoát. Hôm sau, nó bảo: "Đấy là thầy thử con, xem có kiên gan không, chứ thầy còn thèm nhạt gì." Nằm khởi nghĩa, con liền với em bị một trận đòn như tử, vì trốn vợ chồng nó đi biểu tình. Con liền mới cắt cơn sốt, bị đòn, lại ốm lại. Nó bắt nằm ở chuồng trâu. Thấy mỗi ngày một ốm nặng thêm, nó đuổi ra khỏi cổng. Vì cổng lúc nào cũng khóa chặt, nên em thương nó quá, mà không tài nào cứu được nó. Rồi nó chết. Em căm thù quân giết người, nhất định đổi tên là Liền. Em nghĩ bây giờ nước nhà độc lập rồi, em phải đi trình ủy ban để trừng trị thằng địa chủ gian ác. Nhưng sau em mới rõ, chính thằng Tránh Mừng làm chủ tịch ủy ban lâm thời. Em biết cách mạng làm cho người nghèo không phải khổ nữa, nhưng vì tụi chúng nó chui vào chính quyền, nên chúng em không được hưởng một cái gì là sung sướng của độc lập. Chỉ trừ phi bây giờ em thoát ra khỏi nhà địa chủ, tự tay lao động, kiếm lấy mà ăn, mới không bị ai áp bức bóc lột. Nó bảo nó nuôi em, nhưng kỳ thực chính em và con liền dựng nên cơ nghiệp nhà nó, nuôi vợ chồng con cái nó. Em đòi đi học và đi họp. Nó bảo: "Học để ăn cứt à? Không đi họp với lũ đĩ." Thành thử em đi học và đi họp như đi ăn trộm. Một lần, em xin nó đi dân công, nhưng nhất định nó không cho đi. Em cãi nó. Sẵn con dao dựa cầm trong tay, nó quăng vào chân em. Một miếng thịt thây lẩy, máu chảy lênh láng. Em bị thương, nhưng nó không cho nghỉ và cũng không cho thuốc. Nó còn bắt em lội vào chuồng trâu để lấy phân. Vì vậy thành ra sâu quảng. Rồi vì không được kiêng phân, kiêng bùn, nên đau đớn non 1 năm và đến bây giờ em bị què. Em thâm thù thằng hung bạo và thương những người cùng cảnh khổ như em. Nhiều lần, vợ nó đi coi gặt, nhưng lại về sớm, nên giao cho em giả công thợ. Vì không có mặt nó, nên đáng trả ai 12 gồi, thì em trả 14 gồi. Em định hễ nó chửi thì em chửi trả. Cách mạng rồi, em không sợ. Em thấy nếu ở mãi với vợ chồng thằng Tránh Mừng, thì rồi em cũng chết theo con Liền mất thôi. Đời chúng em đáng lẽ được sướng, đời chúng nó đáng lẽ phải khổ, mới phải chứ. Mấy lần em định trốn ra khỏi nhà nó, nhưng chưa lần nào thoát. Thì đến ngày nhà em tìm hiểu em, và nói với nó để tuyên bố. Trước hết, nó nhất định không nghe, nói rằng nó là bố nuôi, thì có quyền gả bán. Sự thực, nó sợ em lấy chồng thì nó mất một nhân công. Sau nó nể nhà em là thương binh, bằng lòng cho cưới, nhưng bắt phải ở gửi rể. Thủ đoạn của nó là để mua chuộc và bóc lột thêm một sức lao động nữa. Nhưng nhà em không mắc mưu, nó nhất định không cho cưới. Nhưng nhà em cứ tổ chức lễ tuyên bố, và giao hẹn với nó rằng nó còn phải tính công 19 năm nợ của em. Nói đến đấy, chị Liền ôm con vào lòng, nở một nụ cười sung sướng, rồi tiếp. Nhà em nói thế, chứ em tính em không thèm tiền nhơ bẩn của nhà nó. Chúng em tuy tàn tật, nhưng sống để thương yêu nhau. Chúng em có sức lao động, nhất định không chết đói. Chúng em đã trải qua nhiều đau khổ, nhất định đấu tranh để những người nghèo khỏi đau khổ. Anh ạ, không kể cái Liền, riêng em, trong 19 năm trời, làm lợi cho vợ chồng thằng Tránh Mừng vô kể. Hồi giảm tô, em đã tính em bị nó bóc lột tròn là 1.200 tạ. Thế mà khi bước ra khỏi nhà nó, vẫn 2 bàn tay trắng. Vợ chồng nó không làm gì cả. Đáng lý thì phải đói rách, khổ sở, mà em thì được nó ấm, sung sướng. Nhưng 2 bàn tay em xúc của vào cho nó, mà 2 bàn tay nó thì đánh đập, đẩy đọa em. Thật hết sức là vô lý và bất công. Ngày phát động giảm tô, anh cán bộ đến nhà em. Anh ấy hỏi đời em. Em cứ ngại ngại, không dám nói. Bởi vì em là con đẻ của địa chủ, lại là con nuôi của địa chủ. Mấy tối đầu, em đi họp, thấy bà con tố khổ nhiều. Lắm lúc em cứ muốn kể cái đời khổ của em cho hả dạ. Ngồi im mà nghe, nó cứ thế nào ấy. Em chỉ muốn thở dài và khóc. Là vì em sợ rằng em kể khổ, thì phải động chạm đến những đứa làm em khổ. Người ta sẽ trách là em tố bố đẻ và tố bố nuôi, trái với luân thường, đạo lý. Nhưng không rõ người ta có biết cái giai cấp gian ác ấy có còn hiểu luân thường đạo lý là cái gì không? Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Mùi Hương Còn Lại, tác giả Nguyễn Thế Hùng. Chúng tôi đang học dở năm cuối cấp phổ thông trung học thì biên giới phía Nam, phía Bắc dục dịch, bất an, bóng giặc lởn vởn chập chờn. Một vài đứa bạn hồi nhỏ đăng ký đi học muộn, nay chưa tốt nghiệp phổ thông nhưng đã đủ tuổi nên đăng ký đi lính. Tôi về hỏi ý kiến cha. Cha nói, tao đánh nhau suốt đời rồi, mày không nên đánh nhau nữa. Tốt nhất là trốn lên mạn ngược một thời gian, làm thợ mộc, vừa có cái ăn, vừa giữ được cái gáo. Sống thì cũng tốt, nhưng bạn bè đi cả, riêng mình ở nhà, sống cũng như chết, nhục lắm. Mày không lo không còn giặc mà đánh đâu. Hơn 4.000 năm nay đất nước mình đã thế, mấy khi nguôi cảnh binh đao. Dân mình khổ thế, đời người nếu sống được 100 năm, đằng nào cũng trải qua chinh chiến. Kiếm cái ăn trước đã con ạ. Chịu được cái nhục trước mắt thì mới mong tạo được nghiệp lớn. Nghiệm lại mấy bài học lịch sử cũng thấy đúng. Nghe cha nói cũng xuôi xuôi. Vậy là tôi sắm đục chàng theo mấy người trong làng lên vùng phía Tây xứ Nghệ làm thợ mộc. Trên ấy rừng còn nhiều, dân cư thưa thớt, đèo heo hút gió ít người qua lại nên còn có măng, củ mài, cù chụp mà ăn. Tưởng là thế nhưng không hẳn thế. Tốp thợ đi lang thang như hành khất 2 ngày trời mà cũng không có ai thuê. Gạo mang đi nấu cháo loãng cầm hơi cũng gần hết. Buồn ngủ gặp chiếu manh. May có người mách. Ở sau ngọn núi Răng Màn có một hộ gia đình sinh sống. Kinh tế khá. Mấy đứa con đã lớn. Chắc có nhu cầu làm nhà. Đói đầu gối phải bò. Lần mò qua 3 con dốc. Lội dăm con suối nhỏ có những tảng đá như thớt voi đằm. Lội qua con suối Lô Ô. Nước chảy tồ tồ như bò đái. Chúng tôi đã đến được nhà gia chủ. Ngày đầu tiên, khi chúng tôi mới làm lễ đặt đục tràng xong, ông chủ nhà nói: "Báo cáo với cố phó người đứng đầu hiệp thợ và các chú thợ. Đã lâu gia đình chúng tôi sống biệt lập. Khi các bạn đã vượt qua con suối Lô Ô đầu núi này, coi như đã vào đến vương quốc của chúng tôi. Vậy nên rất mong trong thời gian làm việc ở đây, các bạn chịu khó chấp hành nội quy của chúng tôi cho nó dễ sống. Còn tiền công cán thì chúng tôi sẽ thanh toán sòng phẳng. Khẩu phần ăn chắc chắn là hơn ở nhà các bạn vì tôi biết dưới xuôi các bạn đang đói vàng mắt cua." Chúng tôi hoàn toàn nhất trí với ý chỉ của ông cố phó đáp từ, nhưng ngoài đi kiếm cái ăn, chúng tôi còn muốn được học hỏi nhiều ở cách quản lý gia đình của ông. Vậy nên chúng tôi thành thật biết ơn khi đã được ông thuê đến đây làm việc ạ. Không có chi, cũng chẳng qua bất đắc chí mới phải sống biệt lập. Dòng họ nhà tôi là dòng họ đi mở đất. Đất gắn liền với xương và máu của những người trong họ. Chúng tôi biết điều đó và sẽ chấp hành. Ngoài phố thì tức đất tức vàng. Còn ở đây thì tức đất, tức máu, mồ hôi và nước mắt. Ông biết cho thế thì chúng tôi vô cùng cảm ơn. Định kỳ, hàng tuần chúng tôi đều có các cuộc họp gia đình vào chiều thứ 6. Thỉnh thoảng sẽ có những cuộc họp đột xuất. Khi cần chúng tôi sẽ báo. Tôi rất mong cố phó cùng các chú thợ tham gia đầy đủ các cuộc họp để nắm được tình hình chung. Chúng tôi hoàn toàn nhất trí ạ, cố phó đáp lời, nhưng tôi muốn hỏi rằng liệu chúng tôi bỏ làm để họp thì có được tính công vào bữa ăn hôm đó, có phải trừ tiền? Việc này thì các ông không phải lo. Họp cũng coi như làm việc, đều được tính công. Thỉnh thoảng họp còn được ăn tươi. Yên tâm đi, quan điểm của chúng tôi là không để cho người khác quá thiệt thòi. Đương nhiên là mình cũng không bị thiệt. Tóm lại là phải đôi bên cùng có lợi. Thế thì tôi muốn họp suốt. Tôi buột mồm nói liền bị cố phó vặc. Phỉ phui cái mồm. Người lớn đang nói chuyện. Đại sự. Trên đường về lại lán, cố phó ghé tai tôi nói nhỏ. Ngu lắm con ạ. Mày chưa phải họp bao giờ nên chưa biết. Gia chủ theo đạo Phật nhưng không hề đi lễ chùa. Buổi sáng và tối đều tụng kinh trước tượng Phật đặt ngay giữa nhà. Ngày thứ 6 họp gia đình. Trước và sau khi họp đều có tụng kinh. Trong nhà treo rất nhiều ảnh Đức Phật. Ngay dưới tượng Đức Phật ngồi tọa thiền trên đài sen. Gia chủ treo một cây mác dài thước 2. Nghe bảo đây là cây mác tổ truyền. Nước thép xanh đến rợn người. Mỗi lần đi qua cây mác, tôi cứ có cảm giác lành lạnh sống lưng và mũi tanh tanh mùi máu. Chủ nhà treo cây mác nơi trang trọng nhất. Không biết để ngầm bảo, hạ đao xuống là thành Phật, hay để nhắc con cháu một điều gì đó sâu xa hơn mà tôi không thể biết. Dù sống trong một nhà, nhưng mỗi đứa con là một nét mặt, màu da, vóc dáng, tính cách rất khác nhau. Duy chỉ có đôi mắt của họ là giống nhau, giống đôi mắt của Đức Mẹ Đồng Trinh, đẹp và thành thiện vô cùng. Đó cũng là một điều lạ vì trong nhà không hề treo ảnh Đức Mẹ Maria. Hay từ nhỏ họ đã sống giữa rừng núi tinh khiết, nên tâm hồn họ cũng thánh thiện vô biên. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nhìn vào đó để ta biết yêu, ghét, buồn, vui. Ngay cái nhìn đầu tiên, tôi đã bị đôi mắt của Yến cô con gái út mê dụ. Năm ấy hình như Yến 16 tuổi. Yến người cao, da trắng, tóc màu râu ngô như tây. Yến có đôi chân dài thon, săn chắc như đùi hươu đùi nai. Đó cũng là đặc điểm chung của người vùng núi. Tôi hơn Yến 2 tuổi nhưng coi như cùng trang lứa. thỉnh thoảng vào rừng hái măng, lấy củi. Yến thường rủ tôi theo, nhờ Yến mà tôi biết được nhiều thứ cây củ quả trong rừng có thể ăn được. Yến sống hồn nhiên, vô tư, suy nghĩ và có cái nhìn thoáng đạt. Tôi và Yến mới gặp nhau chưa bao lâu mà như đã thân quen nhau từ kiếp nào. Về phía tôi, hễ thấy vắng bóng Yến là nhớ. Lạ thật, lần đầu tiên tôi thấy nhớ, thấy thương một người con gái. Một lần tôi cùng Yến đi vào rừng lấy măng, vô ý tôi tự làm đứt tay mình. Tôi vội ngắt mấy đọt cây hoàng xà, bỏ vào miệng nhai nhỏ, đắp lên chỗ đứt, thế mà máu vẫn phun vọt ra thành vòi. Thấy thế, Yến tái mặt, lấy một đoạn dây rừng cột chặt tay tôi rồi cầm máu. Sau đó Yến vội vàng chạy ra phía sau một lùm cây rồi nói trong tiếng thở dồn hồn hển: "Anh nhắm mắt và không được quay đầu lại à nha." Tôi chẳng biết Yến chuẩn bị làm gì mà sợ tôi nhìn thấy xấu hổ. Tôi trả lời: "Yên tâm, anh nhắm mắt rồi." Trả lời Yến thế, nhưng tò mò, tôi vẫn liếc về phía ấy. Dù bị lùm cây che khuất, nhưng tôi vẫn biết Yến đang khom người xuống, hai ta đưa về phía trước quần mình. Một lúc sau, Yến trở lại lấy vạt áo lau sạch vết thương cho tôi, rồi như sợ tôi thấy, Yến ấp lên vết thương một nhúm xoăn, mềm, mịn, dâu ngô rồi vội vã buộc chặt lại. Băng bó xong, Yến từ từ mở dây ga rô, máu không còn chảy nữa. Đúng là thuốc tiên. Tôi ngây thơ hỏi Yến: "Thuốc gì mà hiệu nghiệm thế?" Em đỏ mặt quay đi nói: "Biết rồi còn hỏi, ngốc lắm." Tôi nói: "Anh chưa biết thật mà, chỉ đi, lần sau đi một mình còn biết mà xử lý." Yến nói: "Ngốc lắm, biết rồi còn hỏi, ai lớn lên mà chả có thuốc đó." Tôi đã lờ mờ hiểu ra và đỏ mặt tưởng tượng. Cái đau nhức dần dật ở tay đã chuyển sang chỗ khác, phía dưới bụng. Hơi thở gấp gáp hơn. Nhà Yến nuôi nhiều hươu sao và đây cũng chính là nguồn thu nhập chính của cả gia đình. Đến mùa hươu sao chuẩn bị đổ đế để lên lứa nhung mới, người nuôi hươu phải chuẩn bị đỗ, lạc, ngô để cho hươu ăn thúc. Ngày đó đa phần chúng tôi đều đói, nhưng người đói đến đâu thì đói, riêng hươu thì không được đói. Vì nếu để hươu đói hay không có thức ăn tinh là hươu không chịu đổ đế, không lên nhung, coi như mất trắng cả mùa nhung, nuôi hươu báo cô. Bố của Yến đang nghi như Tào Tháo. Ông thường có câu cửa miệng, phàm muốn làm những việc đại sự thì phải về hỏi vợ và làm ngược lại ý kiến của vợ, sẽ thành công. Hay câu, tay phải ta đếm tiền và trao cho tay trái, vậy mà ta còn không tin thì nói gì đến người khác. Với tính đa nghi như thế, nên ông luôn sợ lũ người nhà ăn bớt khẩu phần của hươu. Mọi chìa khóa trong nhà, ông đều giữ, cẩn thận nhất là chìa khóa cửa buồng vợ và chìa khóa kho lương thực. Nhưng một mình thì cũng không thể chăm sóc được cả đàn hươu nên ông tạm tin tưởng Yến. Một lần họp gia đình ông nói, cứ đụng đến cơm áo gạo tiền là không thể đùa được. Trong nhà này, nhìn mặt đứa nào cũng gian, càng man gì càng gian, dáng thấp bé, mặt rơi tai chuột càng gian. Thôi tạm giao việc phân phát thức ăn tinh của hươu cho con Yến. Nó là người Tây, tạm tin được. Nghe bố Yến nói tôi thấy lạ. Tôi liếc nhìn sang mẹ thấy mặt bà bỗng dưng co rúm lại. Tôi nhìn Yến, thấy em vẫn rừng rưng như không. Tôi muốn biết lắm, nhưng không dám hỏi Yến. Tại sao ông bố lại bảo Yến là người Tây? Hay Yến chỉ là con nuôi trong nhà? Thắc mắc rồi lại tự an ủi. Thôi thì mỗi nhà mỗi người đều có những sự lạ. Tôn trọng thì mình không nên tìm hiểu nhiều, nếu việc đó không làm ảnh hưởng gì đến mình. Dù không muốn tìm hiểu sâu vào đời tư của người khác khi người ấy không muốn kể, nhưng nhìn dáng vóc bề ngoài và cung cách hành xử của Yến, tôi vẫn rất muốn biết sự thật. Tôi tự bào chữa cho mình rằng khi đã muốn tìm hiểu một người con gái thì phải tìm hiểu cho hết ngọn ngành chứ. Vậy nên, trong một lần vào rừng lấy măng, tôi đã xa gần hỏi Yến. Tưởng em giận cho là tôi quá tò mò, không ngờ em lại thổ lộ hết. Đúng là thằng như Tây. Em nói, em không phải là con đẻ của bố em. Em cũng mới được nghe mẹ kể khi em đã lớn rằng, ngày đó, đất nước mình còn chiến tranh, nhà em ở biệt lập, nên cũng không biết gì nhiều về cuộc chiến. Cho đến một ngày, có một người Tây từ trên trời đáp dù xuống cánh rừng sau nhà em. Người ấy bị gãy một chân và được bố mẹ em chăm sóc chu đáo. Bố cũng dự định là khi người ấy khỏe mạnh, sẽ đưa ra ngoài làng để giao nộp cho chính quyền. Nhưng bố em chưa kịp giao nộp thì gần 3 tháng sau, có người từ ngoài làng vào bắt người Tây ấy đi. 8 tháng sau thì mẹ sinh em. Mắt xanh mũi ló thế này. Kể xong Yến cười vô tư như vừa kể chuyện của một ai đó chứ không phải chuyện của mình. Được bố giao nhiệm vụ. Từ đó, Yến sáng sáng cắp rổ đến đứng trước cửa kho lương thực, đợi bố ra mở cửa kho, đong cho từng mùng lạc để đi phân phát cho những con hươu đực. Tùy vào cân nặng, tuổi đời và thời gian đổ đế mà có những định lượng khẩu phần ăn khác nhau của từng con hươu. Có một lần như mọi lần, tôi và Yến đi vào rừng lấy măng. Yến dúi vào tay tôi mấy củ lạc. Khi bóc lạc ăn, tôi ngửi thấy ngoài vỏ lạc có mùi hương gì thơm thoang thoảng như là sữa ngô non. Ấn tượng và quyến rũ vô cùng. Tôi hỏi Yến, bố quản chặt thế làm sao em biển thủ được? Yến cười, nheo nheo đôi mắt hai mí đẹp như mắt Đức Mẹ Đồng Trinh nói. Bí mật, con gái thiếu gì chỗ giấu đồ. Vài lần tiếp theo, tôi để ý, hóa ra Yến giấu lạc trong áo ngực. Thế là lần trước em đã cho thuốc để tôi cầm máu, giờ lại cho tôi một mùi hương. Hương trinh. Mãi sau này tôi mới nghiệm ra, phàm là Tây hay ta, khi phải sống cùng người quá chi ly và khắc kỷ thì cũng phải thay đổi cách sống cho hợp thời. Thấy tôi và Yến thân nhau, Cố Phó nói, hay chú ở lại đây làm rể luôn. Cho đưa Yến về dưới xuôi thì em lấy, ở rể nhất quyết không. Thà làm ma nước Nam chứ không làm vương đất Bắc. Tôi nói, chú mày to còi ghê, Nam Bắc gì ở đây, người trong một nước phải thương nhau cùng. Về dưới đó để mà chết đói à? Với lại bố Yến không cho đưa con ra khỏi vương quốc của ông ấy đâu. Đừng có mơ. Chú mày lại đang trốn lính. Tao biết. Chuyện đó tính sau. Em và Yến cũng chưa có gì. Nói trốn lính thấy to tát quá. Em chỉ tạm lánh cuộc chiến một thời gian thôi. Đằng nào em cũng đi đánh một trận cho nó thỏa chí làm trai. Bố em nói, chúng nó chắc không dám đánh lâu. Chỉ đánh thử. Nhưng đi lính thì bất kể khi nào cũng có cơ hội. Hơn 4.000 năm này đều thế. Bố mày nói đúng đấy. Tin thế đếch nào được cái bọn ấy. Cố Phó nói, không cách này thì cách khác. Hàng ngàn năm nay chúng nó cứ đánh luôn chứ có bao giờ ngơi nghỉ. Vừa hỏa đó lại vừa đánh. Vừa anh em xong lại thọc dao vào mạng sườn. Thâm và tờm lắm. Cố Phó nói chuyện với tôi hôm trước thì hôm sau, bố của Yến tổ chức cuộc họp gia đình. Đương nhiên chúng tôi được nghỉ làm để dự họp. Đúng như Cố Phó nói, có dự họp thì mới biết. Chán vô cùng. Mở đầu cuộc họp là một bản tụng kinh Địa Tạng. Tôi không biết tụng kinh nhưng lòng thành vô cùng. Tôi tâm nguyện trong lòng kính mong Đức Phật giúp tôi và Yến giữ mãi được tấm lòng trong với nhau. Để một ngày nào đó qua tao đoạn khó khăn giặc giã, tôi và Yến sẽ chung nghĩa tào khang. Yến miệng tụng kinh nhưng mắt luôn nhìn về phía tôi chớm chớp. Thỉnh thoảng hình như em nhoẻn miệng cười khi thấy tôi mặt cứ đần ra. Miệng mím mím. Tôi liếc lại Yến. Má em dần ửng lên. Câu kinh lỗi nhịp. Tay em vân vê tà áo. Tôi đưa ngón tay có vết thẹo bị đứt hôm trước lên. Em càng thèn thẹn quay mặt đi. Sau một tiếng e hèm của bố, Yến ngồi lại. Mắt hướng lên tượng Đức Phật. Chúng tôi cùng hòa chung câu cuối cùng, Nam Mô A Di Đà Phật. Xong phần tụng kinh, bố Yến bắt đầu phân tích tình hình thế giới, tình hình trong nước và khu vực, tình hình biên giới, tình hình ngoài thị trấn, phân tích cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và những tác động không nhỏ của nó đến đời sống, kinh tế của nhà ông. Tôi ngồi nghe cứ mông lung vô cùng. Tôi chả hiểu những tình hình đó thì có tác động gì đến cái nền kinh tế tự cung tự cấp của nhà ông mà ông phân tích lắm thế. Việc gì thuận lợi thì ông nói đó là nhờ quyết định của ông sáng suốt. Còn không thuận lợi thì ông lại nói tại tình hình quốc tế. Nghe mà nẫu cả ruột. Khi chúng tôi đang ngồi họp thì có tin báo về. Có một nhóm khoảng 5 người, toàn thanh niên trai tráng vào dựng lán trại bên kia suối Lồ Ô. Nhận được tin đó, mặt Bố Yến chợt biến sắc. Với kinh nghiệm của một dòng họ đi mở đất, chắc ông linh cảm được điều xấu sắp xảy ra. Y như rằng, hôm sau có 3 thằng xăm trổ vằn vện tìm vào nhà Yến. Bố Yến mời họ vào nhà trà nước tử tế. Sau khi phân ngôi chủ khách, Bố Yến nói: Chúng tôi được tin các anh đến nhưng chưa sắp xếp được để ra chào. Hôm nay các anh lại hạ cố đến chơi. Thật là phúc đức cho gia đình tôi. Từ nay có hàng xóm láng giềng. Không có chi. Chẳng giấu gì ông. Chúng tôi là những thằng tù mới được đặc xá rủ nhau vào đây kiếm cái ăn. Mong ông tạo điều kiện. Mong được làm hàng xóm, láng giềng tốt của ông. Tù thì cũng là con người với nhau cả. Giúp được gì chúng tôi sẽ giúp. Chỉ mong rằng chúng ta là những hàng xóm tốt. Bình thường việc ai nấy làm, nhà ai nấy ở. Khi hoạn nạn có nhau. Điều đó thì ông khỏi lo. Thời gian rồi ông sẽ rõ. Sau câu nói cụt lùn và đa nghĩa đó, như để chứng minh cho lời nói của mình và dằn mặt gia đình Yến, cả bọn đứng dậy đi lại nghênh ngang, mắt láo liếng soi mói mọi ngóc ngách trong nhà. Thấy thế, Bố Yến vẫn ngồi yên trên ghế, mặt không hề thay đổi. Chỉ đến khi thấy anh con trai cả đang tính mon men đi đến bên cây mác thước 2 treo giữa nhà, ông mới e hèm đánh tiếng và lử mắt cho ông anh cả. Nghe tiếng e hèm của cha, ông anh cả lui ra sau nhà. Cả bọn vẫn tiếp tục đi lại nghênh ngang như trốn không người, rồi tự tiện lấy đi một số vật dụng cá nhân như dao, cuốc, xẻng. Bố Yến thấy thế, không nói gì, cứ để chúng lấy đi. Khi đi qua chỗ Yến đứng, một thằng đưa tay chộp ngay vào ngực Yến rồi cười đều giả. Tôi cầm ngay cái dùi đục tính đứng lên thì bị Cố Phó giữ chắc lại. Khi chúng nó đi khuất, Bố Yến đến bên tôi nói: Chuyện nhà tôi, mong chú đừng can thiệp vào, hỏng đại sự. Thằng cả nữa, phải biết kiềm chế con ạ, nó là hàng xóm. Đất đai vườn tược tổ tiên chứ không phải là cái thuyền cái bè gì mà chống đi nơi khác. Phải hết sức kiềm chế. Nhưng cháu thấy nhục và hèn lắm. Nó dám. Chú nhục và hèn 1 thì tôi nhục và hèn 10. Yến nó là con tôi. Nhà đây là nhà tôi. Đất đai xương máu tổ tiên tôi. Vậy mà chúng nó đến như trốn không người. Nghe chủ nhà nói thế, tôi đành im. Nhưng cũng từ ngày đó, Yến lánh mặt tôi. Đến bữa cơm, Yến tìm cách ăn sau cả nhà. Vài lần tôi tìm gặp thì Yến đều lấy cớ đang bận việc để tránh mặt. Thấy Yến tránh, tôi cũng không muốn tìm gặp nữa. Không biết Yến có biết tôi lên đây chẳng qua cũng là vì trốn lính. Tôi là kẻ nhát gan, tham sống sợ chết. Mỗi lần ngồi bảo kéo, thấy Yến thấp thoáng xa xa, tôi lại thấy trong người thổn thức. Vết thẹo nơi tay dần dật và nhớ đến gương mặt thẹn thùng của em ngày lấy thuốc dịt vết thương cho tôi. Nhớ những củ lạc ướp thoảng mùi hương da thịt em. Lòng thổn thức, kiếm tìm. Yên ổn được mấy ngày rồi lũ người kia lại đến. Lần này đến, chúng nó bảo mượn Bố Yến chìa khóa kho lương thực, vay mấy bỉ ngô, hẹn khi làm ra sản phẩm sẽ trả không thiếu một hạt. Bố Yến lẳng lặng đưa chìa khóa cho chúng nó. Sau đó ông giục các con cày vỡ đất để trồng thêm ngô bù cho số vừa bị lấy mất. Chúng đến rồi lại đi, như chỗ không người. Tôi ngao ngán, thực không thể hiểu nổi sự bạc nhược của chủ nhà. Nhưng như ông đã dặn, đó là việc của riêng nhà ông. Chúng tôi chỉ bàng quan ngồi nhìn. Và lần thứ 3 chúng nó lại đến. Lần này chúng nó bảo đang dựng cái nhà ngoài suối Lồ Ô. Thiếu cột cái. Vào đây mượn tạm cái cột chúng tôi vừa chuốt xong. Sau này sẽ vào rừng chặt gỗ đem trả. Sự việc đã bị đẩy lên quá mức chịu đựng. Mẹ Yến chu chéo, nằm ôm lấy cột không cho chúng nó khiêng đi. Một thằng chẳng nói chẳng rằng đến sau lưng bà, cúi xuống cầm lấy hai ống quần kéo mạnh. Bị lột chuồng bất ngờ, mẹ Yến phải đưa tay kéo lại quần lên che phần dưới. Tất cả chúng tôi đều sững sờ. Bố Yến thì quay mặt đi vào nhà. Tôi tưởng ông vào cầm lấy cái mác tổ truyền. Nhưng không, ông vào trốn trong đó để khỏi phải thấy cảnh nhục nhã vừa xảy ra, chứ không phải vào lấy vũ khí để phản kháng. Sau một lúc biết rằng một mình cũng không thể giữ nổi cột nhà cái, mẹ Yến luống quấn bỏ đi vào nhà để cho chúng khiêng cột cái nhà đi. Trưa hôm sau chúng tôi được triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Vẫn là những thủ tục như những lần trước, nhưng lần này Yến chăm chú vào tụng kinh, mắt đăm đăm nhìn lên tượng Phật. Suốt cả buổi tụng kinh, không một lần em nhìn về phía tôi. Tôi để ý miệng em tụng kinh, đến câu cuối A-di-đà Phật thì tôi đớp theo. Tôi là một kẻ ngoại đạo nhưng tôi yêu sự thánh thiện của những giờ hành lễ. Cả gia đình Yến chắc cũng tin thế. Họ chỉ muốn được sống cuộc sống bình yên. Ông bố Yến sống khắc kỷ nhưng ôn hòa với thiên nhiên cây cỏ. Ông sống khắc kỷ có lẽ vì điều kiện của gia đình nhà ông bắt ông phải sống như thế. Nhưng cái sự nhu nhược của ông thì tôi không thể chấp nhận được. Ông nhu nhược một cách khó hiểu. Và rồi việc gì đến phải đến. Cuộc họp của chúng tôi chưa kết thúc thì có người đến báo là nhóm tù đã lội qua bên này suối Lồ Ô và đang san đất dựng nhà. Nghe chuyện, không nói không rằng, ông chủ nhà đứng vụt dậy, cầm lấy cây mác tổ truyền lao đi. Sau một lúc ngơ ngác, chúng tôi người gậy gốc, người cuốc thuồng, đục tràng, cũng vội vàng chạy theo ông. Khi ra đến bờ suối Lồ Ô, chúng tôi thấy ông đang chống cây mác tổ truyền đứng đó. Dưới chân ông là một cánh tay đứt lìa, đầy máu đang giãy đành đạch trên đất. Bên kia suối Lồ Ô, 4 thằng tù còn lại đang dìu một thằng tù bị chặt mất một cánh tay. Một lúc sau, ông thản nhiên cúi xuống, nhặt lấy cánh tay đang nằm trên đất, đưa lên cao rồi vung mạnh qua bên kia suối. Ông hét lớn, cái gì của chúng mày thì hãy giữ lấy, cũng như tao phải giữ lấy đất đai của tổ tiên tao. Nhớ lấy. Xong, ông lại lẳng lặng ra về, lấy rượu ra rửa thật kỹ cây mác. Sau đó ông đốt một nắm hương trầm xông qua lưỡi mác rồi lại treo lên chỗ cũ. Xong việc, ông ra bàn ngồi uống trà, mặt hiền như bụt. Sau những việc đó, tôi biết mình không thể ở lại làm cho xong cái nhà được nữa. Tôi xin phép cố phó và gia chủ được về xuôi. Buổi tôi đi, không thấy Yến đâu. Thôi thế cũng đành, có mặt Yến đâm ra khó xử cho cả hai. Khi tôi khoác ba lô lội qua suối Lồ Ô bắt gặp Yến đang ngồi một mình trên tảng đá như con voi quỳ ở giữa suối. Mặt em buồn như mặt đá già. Tôi tính quay đi thì Yến hớt hải chạy theo. Níu ba lô tôi em hỏi. Hết giặc anh có lên đây. Sao em biết anh về suối đi lính? Em biết là trước sau gì anh cũng đi lính. Em tin thế. Thôi em về đi. Đừng chờ. Nghe tôi nói vậy, lạ là Yến vội quay đi và không hỏi thêm tôi một câu gì nữa. Nhưng tôi biết là em sẽ chờ tôi vì em biết, nếu còn sống sau cuộc chiến tranh, đằng nào tôi cũng sẽ trở lại tìm em. Bỗng dưng tôi thấy chỗ vết thẹo nơi tay nhức như đóng mủ. Không còn cách nào khác, tôi đưa ngón tay ngậm vào trong miệng mình cho đỡ nhức. Mặt trời đang rớt về phía sau núi. Tiếng con chim tìm bạn lại bắt đầu khảm khắc vào ánh chiều tà. Chờ thì chờ. Chờ thì chờ. Chờ thì chờ. Chờ lại chờ. Chờ lại chờ. Tay tôi đã hết nhức. Bỗng đâu trong gió, mùi hương trinh ướp mềm cả núi đồi. Và cứ thế, tôi đi. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Bố Anh Ấy Chết, tác giả Nguyễn Công Hoan. Ngày ấy tôi học năm thứ tư trường sư phạm. Tuy còn 2 tuần lễ nữa thì tới kỳ thi ra, nhưng mai là chủ nhật, còn ai cấm chúng tôi nghỉ ngơi sớm nữa. Ở trường sư phạm, không biết bây giờ còn được thế nữa không, chứ mà mấy năm về trước thì khiếp quá. Nhất là các cụ cắt rem chúng tôi, làm như ông Hạng, ăn cũng hơn món, học cũng hơn giờ, mà đến cái trái luật, cái bướng bỉnh, cũng có phần hơn anh em các lớp dưới. Được thể sắp thi ra, lớn nhỏ cũng làm ông giáo, cho nên chả sợ, chả nể ai cả. mà cũng chả ai buồn dây với chúng tôi làm gì cho thêm ác cảm. Không những thế, học trò năm thứ tư lại được phép lần lượt coi lẫn nhau, mà người coi ấy phải chịu hết trách nhiệm, cho nên lắm lúc chúng tôi hoành hành như ông tướng Quảng Lạc. 9 giờ tối hôm thứ Bảy ấy, trống ngủ đã đánh rồi. Anh em các lớp khác đá lên trên gác, bỏ mà nằm yên tĩnh cả. Lúc bấy giờ chúng tôi mới khệnh khạng lên, lê giày sền sệt, nói chuyện bô bô. Mà chúng tôi có cùng lên cả một chuyến đâu. Người thì còn xuống nhà dưới ăn phở, người thì còn ngồi trong lớp học đến 11 giờ khuya. Nhưng chúng tôi lên sớm, có phải đi ngủ sớm cho béo mắt đâu. Cạnh chuồng tiêu, 3-4 anh còn quây xung quanh anh Đoan bà một để chờ anh đánh diêm khao nốt mẩu thuốc lá ban chiều. Bên vòi nước, anh Bách Tu via miệng lúng búng ngụm nước, tay cầm cái điếu cày cán chồi còn chờ anh Vũ Oản lấy diêm để tế một tuần ngoài hiên. Bên dây tủ quần áo anh Văn, trắng trẻo và đẹp trai, đang mắm môi mắm lợi dở võ đánh đôi giày rôn cho bóng lộn để diện với em Tuyết. Thỉnh thoảng lại thử soi mặt và mũi giày xem đã được như gương chưa. Anh Chính thì đương chạy nháo lên về tìm ai có ít xì đạt đen để cộng sản. Trong buồng mấy anh nghịch tình, xúm sụm nhau để lật chăn anh Thọ là tín đồ đạo thờ quân vì sở vỡ hộp hôm Chủ nhật, nên tối thứ Bảy anh vẫn chịu khó nằm vò mốt ông Táo. Lúc ấy tôi cũng duỗi thẳng cẳng, ngồi phệt ngay bên cửa chớp trông ra đường cái để dạy nết mấy anh vài ngón đàn tam thập lục. Xung quanh các bạn ngồi chồm chỗm như lũ cọp đắp ở tường các đền. Ấy trong bọn ma cả cúi chỉ còn thiếu có anh Dính, anh Dũng, anh Khải mà thôi. Các anh ấy đâu? Cờ chừng các cậu bị công sinh, nên không còn hy vọng gì ra ngày Chủ nhật mà hoài công sắm sửa. Trong bọn bị phạt ngày mai, có anh Dũng là liều lĩnh nhất. Thi đến nơi rồi, mà anh ấy chẳng lo gì cả. Chỉ nay trả lời cái thư tím tím, mai học thuộc cái thư hồng hồng. Cả buổi chỉ dở quyền kiều, gia công khảo cứu những câu tình tứ. Bài làm thì cóp, bài thi thì phim. Cho nên bao giờ anh bị truy, mặt anh cũng xám như gà cắt tiết. Nhưng anh Dũng vui tính lắm, chẳng lúc nào trên môi anh không để một nụ cười. Giờ học nào anh cũng pha trò cho chúng tôi được phen vỡ bụng. Cho nên anh Dũng tuy thầy ghét, nhưng bạn yêu. Lúc tôi đang đánh đàn, thì bỗng thấy có tiếng gọi. Tôi dừng tay lắng tai nghe. Cậu nào trên gác thượng, cho tôi nhờ một tí. Tôi đứng dậy, cúi nhìn xuống đường phố, thấy dưới cột đèn, một đứa bé chừng 14, 15 tuổi, vẫy tay và gọi. Tôi nhờ cậu, cậu ơi. Tôi hỏi, ai đấy? Hỏi gì? Nhờ cậu bảo cậu Dũng rằng thầy cậu ấy mới mất, cậu ấy phải về ngay, có ô tô chờ. Chúng tôi thấy cái tin dữ dội của bạn, anh nào anh nấy giật nảy mình, kinh hoàng ngơ ngác nhìn nhau và hỏi. Dũng lên nghỉ chưa? Tôi bảo thằng bé con. Chờ đấy, cậu ấy ra đây bây giờ. Nói xong, chúng tôi làm nôn nao cả buồng ngủ chạy toán loạn đi tìm anh Dũng. Anh em lớp khác choàng cả mắt dậy, rồi kháo nhau. Bố anh Dũng cắt dem chết. Anh Dũng lúc ấy còn đang ở buồng học, xem cuốn tiểu thuyết. Nghe tin như sét đánh ngang tai, anh tái mét mặt, run bần bật, mếu máo, hấp tấp xếp sách vở gập 5-6 cái thư kín vào cặp, rồi tất tà hỏi tôi. Đâu thằng bé con nào đâu? Chúng tôi vội chạy xuống nhà dưới, đưa anh Dũng tìm đến chỗ cột đèn, nhưng không thấy thằng bé con ban nãy đâu. Tôi bèn hỏi to. Ai là người nhà cậu Dũng đâu rồi? Không thấy ai thưa cả. Anh Đoan trên gác, thò cổ xuống bảo. Nó về rồi. Anh Dũng lập cập chạy lên gác, nằm ỉnh trên giường lăn lộn khóc nức khóc nở. Chúng tôi hết lời khuyên giải, nhưng những lời khuyên giải ấy đối với tâm lý anh Dũng lúc bấy giờ chỉ là vô hiệu. Chúng tôi bèn người thì thu xếp quần áo hộ, người thảo tờ giấy phép hộ, rồi giục anh Dũng sang ngay nhà ông Đốc mà xin phép. May quá, ông Đốc có nhà, ký giấy cho anh nghỉ một tuần lễ. Thế là anh bắt mở cổng ra ngay. Chúng tôi nhìn theo anh Dũng mà ái ngại cho anh. Tội nghiệp. Trông thấy anh ấy ban nãy vui vẻ, cười khanh khách, ngồi trong lớp còn tán chuyện âm ầm chê hết người nọ, lại trêu người kia. Mà bây giờ anh đã bị vào cảnh gia biến, vật mình vật mẩy nói không ra hơi, khóc không ra tiếng, thì ai là người không động tâm? Vả chăng, ông cụ thân sinh ra anh ấy, chúng tôi đều được biết cả, vì nghỉ hè anh có mời chúng tôi lên nhà tại Bắc Giang chơi. Ông cụ phúc hậu mà vui tính, coi chúng tôi như con, cho nên nay không nghe tin ốm mà bỗng đánh đùng thấy nói mất, thì tuy không máu mủ nhưng cũng đều thở dài thương tiếc. Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ. Chúng tôi thấy tin buồn của bạn, liền rủ nhau xuống cả buồng học, để bàn bạc góp tiền sửa đồ phúng viếng. Anh Mộng có tài hùng biện, ngồi cao làm chủ hội đồng. Cái hội đồng này cũng có tính chất êm đềm như hội đồng các dân biểu. Anh Mộng nói ra điều gì, chúng tôi cũng gật ngay không ai phản kháng. Kết cục, các anh giao cho tôi phải đi sửa ngay câu đối và mua các thứ để kịp mai. Buổi trưa, anh Thuận đáp xe lửa đi Bắc Giang. Hội đồng giải tán, ai nấy đều im lặng lên gác bỏ màn đi ngủ, ngậm ngùi tiếc người thiên cổ, ái ngại thương bạn số đen. Kể ra anh Dũng cũng thực đáng ái ngại. Bà thân sinh ra anh cũng đã mất sớm. Nay ông cụ lại quy tiên thì thực là anh ấy vô phúc quá. Và còn hơn tháng nữa thì thi, giá ông cụ có ở lại ít ngày, để được trông thấy anh ấy thành đạt, có phải vui vẻ thỏa lòng biết bao không? Mà anh ấy cũng khỏi thiệt một tuần lễ để học dấn lên, có phải thi may cũng có phần chắc không? Nay anh Dũng ở vào cảnh ngộ sầu khổ như thế, thì còn ruột gan nào mà học nữa? Thực là con tạo oái oăm, hay bày trò thêm rắc rối. Đêm hôm ấy chúng tôi ngủ không yên giấc, thỉnh thoảng lại hỏi nhau. Bây giờ Dũng đến nhà chưa nhỉ? Bây giờ Dũng chắc đương lăn lộn bên quan tài. Sáng sớm hôm Chủ nhật, trước khi tôi ra phố, anh em lại dặn tôi rằng anh phải giục thợ làm ngay câu đối mới kịp. Tôi mượn được xe đạp, thượng khấn quốc đi sắm sửa lễ vật. Xong xuôi, tôi liền về trường định giao trả anh Mộng để anh cắt anh Thuận đi. Nhưng lúc qua phố sông Tô Lịch, tôi sực nhớ ra nên qua nhà cô anh Dũng ở phố Hàng Cót mà hỏi thăm tin bạn. Đến nhà, thấy Vũ Già đứng cửa, tôi hỏi. Cậu Dũng đi lúc mấy giờ? Thưa chưa đi đâu cả, cậu ấy mới ở trường ra đến nơi. Có lẽ Vũ Già không biết gì, nên mới trả lời vơ vẩn thế. Tôi liền đẩy cửa vào, thì lạ quá, chả anh Dũng nằm dài ở trường kỷ kia thì là ai? Anh thấy tôi có ý biến sắc mặt và nói tiếng Tây khẽ rằng đừng nói gì về việc hôm qua. Tôi chẳng hiểu ra sao cả. Thế là thế nào? Trong khi bao nhiêu dấu hỏi còn đương móc óc tôi, thì anh Dũng đã mặc áo xong. Anh liền cầm mũ rủ tôi đi. Ra đến cửa, anh có ý lo, vật đầu vật tai nói. Nguy quá, anh ạ. Sao? Cụ bây giờ thế nào? Ác quá, còn danh con nó làm hại tôi. Sao nó không cho anh về à? Không phải, nó nghe tin tôi phải phạt, sợ hôm nay không gặp tôi, nên nó nói láo là thầy tôi mất để tôi ra với nó. Tôi nghe câu nói, lạnh toát cả người, choáng váng đầu như bị chóng mặt. Tôi phải đứng dừng lại và vịn lấy anh Dũng. Trời ơi! Thế ra nhân tình anh ấy nhớ anh ấy mà muốn được gặp, chứ có gì đâu. Thế có giận không? Thì ra chúng tôi phải lừa cả. Tôi tức lộn ruột nghiêm nét mặt mà trách móc. Anh Dũng chẳng cãi sao, chỉ nhăn nhó hối hận và xin lỗi. Rồi anh nói, còn một việc khó nghĩ cho tôi, nhờ anh tính hộ. Tôi mà không về trường, thì mất 6 ngày học. Tôi mà về trường thì ông đốc thấy tôi khăn thâm áo thâm, mà biết là tôi nói dối, có lẽ lôi thôi. Không khéo tôi phải đuổi mất, kỳ thi sắp tới. Mà nếu 4 năm học uổng công thì thầy tôi mắng, rồi lỡ việc này đến tai thầy tôi thì tôi chết mất. Làm thế nào cho êm được? Vẻ lo sợ của bạn, tôi không mấy khi trông thấy lộ trên nét mặt ngày thường. cho nên tôi nhận biết bấy giờ anh ấy nghĩ ngợi lắm. Tôi lại thương anh ấy, chẳng qua nhăn nhó chỉ vì tình. Tôi nghĩ một lát, rồi nói. Chỉ còn cách tối nay anh về thú thật với ông Đốc, nói là anh bị đứa nào nó thù. Nó đánh lừa báo tin ấy. Nay anh lại xin đi học lại êm chuyện. Còn cách gì êm hơn? Anh nghĩ kỹ hộ. Hôm qua tôi lo phờ cả đầu. Tôi lại nghĩ một lát, nhưng không còn kế gì hơn tôi nói. Anh cứ làm thế là êm nhất. Anh Dũng vẫn ra dáng lo nghĩ. Rồi có lẽ anh cho kế ấy là rượu, nên anh lại van, và dặn tôi rằng về trường chớ nói với ai. Anh nói. Sau này có xảy ra sự gì, tôi cứ anh đấy. Tôi đã hứa hết sức giữ kín, cho nên rồi tôi cũng chẳng nói chuyện cùng ai. Mà việc lên Bắc Giang tôi cũng tìm cách ngăn trở, nói là thợ làm không kịp. Các anh liền bảo tôi khi nào được thì gửi ngay xe hỏa cho tiện. Thế là tôi dìm đổ phúng đi. Tối hôm ấy, tôi về trường sớm. Tôi ngồi trong buồng học, tuy mắt nhìn vào sách, nhưng vẫn lắng tai để ý nghe. Mỗi bận thấy tiếng giày tây lộp cộp của một anh ở phố vào lớp, là tôi lại giật mình hộ anh Dũng. Anh mà bị anh em hỏi chuyện thì không biết anh trả lời làm sao cho trôi. Nhưng quái, hết giờ rồi mà không thấy bóng anh Dũng đâu cả. Tôi lại không đoán được là anh ta định làm thế nào. Rồi thứ hai, thứ ba, thứ tư, chả thấy Dũng vào trường, mà lớp học vắng anh, cũng im phăng phắc. Từ hôm anh nghỉ, trừ tôi ra, còn anh em ai cũng thỉnh thoảng nhắc đến anh Dũng mà ái ngại. Đến tối Chủ nhật sau, gần 8 giờ, khi chúng tôi đương cúi mặt, cặm cụi xuống quyển sách, thì bỗng có anh nói một cách mừng rỡ. À, Dũng. Rồi một vài anh. Ê, Dũng, tôi chia buồn cùng anh. Tôi ngẩng đầu lên, thấy anh Dũng mặt mũi xanh xao, bơ phở, dầu dĩ. Chẳng hay anh lo hay đau buồn. Tôi lại thấy anh ăn mặc đại tàng, đầu thít khăn ngang xô mình, mặc áo sổ gấu. Tôi lại một phen choáng óc, phân vân như mê mê hoảng hoảng. Hay, thế là nghĩa làm sao? Hay là bố anh chết thật chăng? Tôi trố mắt lên nhìn anh Dũng. Anh mỉm cười chào các bạn, rồi tiến thẳng đến tôi, bấm tôi ra hè. Đến hè, anh hất hàm hỏi khẽ tôi. Không ai biết đấy chứ? Phải, nhưng sao lại khăn áo này? Anh Dũng tắc lưỡi đáp. Không, còn vài hôm nữa thì thi ra, mà ông Đốc cũng không trông thấy mình nữa, cho nên tôi phải ăn mặc thế này cho êm câu chuyện trong mấy hôm cuối cùng. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Bến Lội, tác giả Khôi Vũ. Chiều chưa xuống nhưng nắng cũng không còn gắt. Thư thấy quanh mình là một chiều màu xanh. Sau lưng, về bên trái là mảng rừng xa xa mà theo lời kể trước của Vân, có suối nước nóng mà nó sẽ dẫn Thư đi chơi vào sáng hôm sau. Phía trước, đi hơn 100 thước, Thư đã trông thấy biển và nghe được tiếng sóng hiền hòa. Những chiếc thuyền đánh cá đậu thành cụm, và trên bờ cát ngập chân người có rất nhiều cái thúng lớn đường kính có đến 2 thước. Vân giải thích đó là những chiếc thuyền thúng của dân câu mực. Cùng lúc này, Thư nhận ra rằng thật sự trước mắt mình chưa phải là biển. Phía bên kia còn có một dải đất trồng dương gần kín. Vân gật đầu khi Thư hỏi. Đúng rồi, biển ở phía sau bãi dương. Còn đây chỉ là một cái vịnh nhỏ. Tên nó là Bến Lội. Những bước chân liêu xiêu trên cát đưa Thư theo Vân tới trước một căn nhà gỗ lợp tôn thiếc. Trẻ con trong xóm biển nhìn Thư tò mò. Người lớn thì cười hỏi thăm Vân mới về. Nơi hiên nhà, một chú bé 14, 15 tuổi có khuôn mặt rắn rỏi, nước da đen cháy vừa nhìn thấy Vân đã bỏ vội mảnh lưới trên tay xuống chiếc chõng tre, reo lên. Chị Hai về. Chú bé nhìn Thư với ánh mắt dè dặt và nói nhỏ. Chào chị, rồi lại nói với Vân. Má qua ông Tư, để em đi kêu má về nghênh chị Hai. Không đợi ai có ý kiến, Chú bé nhảy xuống đất, phóng đi như một con sóc. Vân cười nói với Thư: "Thằng Hào, em tao đó." Vân là bạn học của Thư ở lớp dự bị đại học, dân dưới tỉnh, lại là dân miệt biển lên Sài Gòn học. Vậy mà nhan sắc của nó qua mặt hết thảy bọn Thư, cả tới cái làn da bánh mật cũng là một nét duyên dáng. Bọn Thư có lúc tò mò hỏi Vân: "Chắc má mày trước kia là hoa khôi?" Không ngờ các thầy bói đoán mò mà trúng. Vân hãnh diện kể: "Má tao hồi đó là hoa khôi trường Trưng Vương ở Sài Gòn này chớ đâu. Nhưng bây giờ má tao khác lắm rồi. Gần 20 năm sống với ba tao và miệt biển." Thư không thể không tưởng tượng ra một chuyện tình đẹp giữa cô nữ sinh hoa khôi với một chàng trai miệt biển, để cuối cùng cô gái chấp nhận rời xa thành thị về một nơi xa xôi hẻo lánh với người mình yêu. Nơi ấy là đây, cái xã ven rừng góc biển này. Nước ngọt mà chẳng khác nước lợ, hoàn toàn giống mùi nước máy có clo hòa tan quen thuộc với Thư ở Sài Gòn. Nhưng trong hoàn cảnh này, những gáo nước cũng giúp cô trút sạch bụi đường xa, cảm thấy dễ chịu. Khi Thư trở ra nhà ngoài, cô thấy Vân, Hảo đang ngồi nói chuyện với một người đàn bà vừa già vừa xấu. Mái tóc của bà ta lốm đốm bạc, da mặt đầy tàn nhang và cái miệng móm hóp lại. Vân nói với Thư: "Má tao đang chờ coi mắt mày đó Thư." Thư hơi sững người. Tuy nhiên, cô vẫn đủ bình tĩnh lên tiếng chào má Vân: "Cháu chào thím." Thực tế hoàn toàn khác với những gì Thư tưởng tượng. Trong đầu cô, hình ảnh má Vân đã được phác ra, tuy không thật chi tiết nhưng cũng khá rõ. Đó là một phụ nữ ngoài 40 có khuôn mặt như của Vân, gầy hơn một chút, có đôi mắt tròn như của Vân, sâu hơn một chút, có làn da bánh mật như của Vân, đậm hơn một chút. Tất cả đều ngược lại. Có lẽ, trừ giọng nói dịu dàng: "Ngồi xuống đây uống miếng nước đá đi cháu. Ở nơi xa xôi heo hút này, nước đá mắc đã đành, còn hiếm nữa. Uống miếng nước cho nó mát. Con Vân kể cho thím nghe về cháu Hoài. Nó nói lên Sài Gòn, may mà nó có được một cô bạn thân là cháu." Thư ngồi xuống. Thư uống nước đá lạnh. Thư nghe má Vân nói, nhưng trong đầu cô thì không ngớt nghĩ ngợi về sự bất ngờ. Cô nhìn người đàn bà kỹ hơn, một người đàn bà miệt biển lam lũ. Có lẽ nhận định ban đầu của cô là thái quá. Đúng là khuôn mặt của Vân, đúng là đôi mắt của Vân, nhưng chúng chỉ còn hiện lên rất mờ nhạt dưới lớp màu của thời gian, khí hậu và sự lao lực, làm thành hình ảnh hiện tại của má Vân. Người mẹ, sau một lúc đi xuống bếp làm gì đó, trở lên nói với con gái và con trai: "Má tính thế này, chiều nay má sẽ làm món gỏi cá trích đãi khách, thêm nồi cháo nữa cho ấm bụng. Trong lúc má làm bếp thì con đó Vân, con đưa bạn ra bãi Dương ngắm biển chiều. Thằng Hảo qua ông Tư mượn cái thuyền thúng đưa hai chị đi nghe con. Khoảng 6 giờ mấy đứa về ăn rồi mình tính chương trình tối và sáng mai." Bà quay sang Thư: "Cháu đi chơi với con Vân cho vui. Về đây mà cứ ở nhà, buồn không chịu nổi đâu. Hồi mới xa Sài Gòn về đây, thím khóc hoài đó." Chiều đang xuống, trời xanh xám không gió. Chiếc thuyền thúng đúng là một cái thúng khổng lồ. 3 người, Thư, Vân và Hào ngồi trong đó gọn lỏn. Vân và Hào mỗi đứa một mái chèo, vừa giống người chèo thuyền, vừa giống 2 hộ vệ của Thư. Hào đã hết lạ khách, nó nói một chàng với Thư: "Chị Thư đừng có sợ, cái thuyền thúng này không có lật được đâu. Ra ngoài khơi, người ta ngồi trên này câu mực hàng giờ mà sóng gió cũng chẳng làm gì được. Chị sợ thì cứ vịn cho chắc, đừng có đứng lên. Chuyến về chị sẽ quen, về Sài Gòn chị tha hồ khoe với các chị bạn ở trên." Vân nạt em: "Thôi đi, cái miệng mày bữa nay sao nhiều chuyện vậy?" Tất cả đều lạ lẫm với Thư. Trên những chiếc thuyền lớn đang neo bến, người ta sinh hoạt như trong một căn nhà. Bếp lên khói, phụ nữ giặt đồ, đưa võng du con. Một chiếc thuyền thúng bơi ngược chiều từ bãi Dương vào, Trên thuyền là một cô gái trẻ hỏi vọng qua. Mới về hả Vân? Mạnh giỏi không? Mới về. Thằng nhỏ mày sao rồi? Mập lắm. Tối qua chơi nhé. Hảo nói với Thư. Bạn học cũ của chị Vân đó. Bà lấy chồng, mới sinh con. Thư kêu lên ngạc nhiên. Bạn của mày hả Vân? Bà bao nhiêu tuổi? 18. Ở đây, tuổi này lấy chồng sinh con đâu có lạ. Chiếc thuyền thúng không thể kéo lên bãi cát khi còn cả ba người ngồi trên. Hào nhảy xuống mé nước. Vân nhẹ nhàng hơn. Cô bảo Thư. Xuống đi Thư. Rồi ba đứa mình đẩy thuyền lên bãi. Nhưng... nước có sâu không? Đây nè. Nhìn coi tiểu thư. Nước chỉ tới đầu gối. Xuống đi. Đừng có sợ. Ở bến này, người ta còn lội qua lúc nước rút là chuyện thường. Tới khi đã lên bãi cát, Thư nhìn về phía cuối bến mới thấy là Vân nói không sai. Đằng đó nước cạn, nhiều người lớn, nhỏ lội qua lại như đi dạo chơi. Nước ngập cao nhất cũng chỉ tới bụng. Cô tắc lưỡi, hỏi bạn. Sao họ không chèo thuyền qua như bọn mình hả Vân? Đâu phải ai cũng có thuyền mà đi. Những người nghèo, người ta chịu cực giỏi lắm. Không thể thấy mặt trời lặn trên bờ biển Đông. Nhưng bầu trời tím lịm vẫn có đôi ba vệt sáng hắt. Gió biển không nhiều nhưng ẩm và lành lạnh. Hào tấp vào một đám bạn trang lứa đang lựa cá. Thư đi theo Vân dọc bãi biển chiều. Quê tao buồn quá phải không Thư? Người nghèo khổ nhiều hơn giàu có. Mày thấy má tao rồi chớ. Chẳng còn chút dấu vết nào của một thời con gái. Đúng ra, tất cả chỉ thay đổi hẳn từ khi ba tao mất tích ngoài khơi. Hồi thằng Hào lên 10. Từ đó tới nay, một mình má tao đảm đương mọi việc để lo cho chị em tao ăn học. Thằng Hào tháng trước mới bị bà la một chặp vì nó xin cuối năm nay thi tốt nghiệp cấp 2 xong. Nghỉ học đi biển. Má tao nói. Má tao đã bị biển cướp mất người chồng. Bà không thể để mất thêm đứa con trai. Nói rồi bà khóc. Thư nhìn ra biển khơi. Biển chiều hiền hòa là thế mà cũng đã từng hung dữ. Tàn nhẫn cướp đi những con thuyền và những người đàn ông trên đó. Cô nhìn Vân. Lòng không khỏi xúc động. Kìa Vân, mày khóc à? Vân lau nước mắt, cười gượng. Tao nhớ bà tao. Những hình ảnh hiện ra thật nhanh trước mắt Thư. Ba cô mỗi ngày 2 buổi với chiếc cúp đến bệnh viện làm nhiệm vụ một bác sĩ nội khoa. Còn má cô thì chỉ rời nhà tới phòng tiếp bạn đọc của tòa báo sau khi đã trang điểm làm trẻ lại gương mặt một thiếu phụ ngoài 40. Ở nơi đây, làm sao có những quán kem như ở đường Lê Lợi mà Thư vẫn thích rủ bạn bè hùn tiền đi ăn. Nếu không có đứa nào đủ sức bao cả bọn, để nhìn ngắm người người qua lại với đủ thứ mốt áo quần. Nè con nhỏ kia, mày nghĩ ngợi gì vậy? Vân đã trở lại tâm trạng bình thường, hỏi. Thư cười đáp. Tao nghĩ tới chàng. Thôi đi, đừng xạo. Nói đùa chớ, tao tính đề nghị mày. Lát nữa về, để em Hào chèo thuyền thúng một mình, còn tao với mày lội qua bến lội. Rồi. Nổi máu phiêu lưu. Nhưng tao sẽ chiều ý mày. Tiểu thư ạ. Lâu lâu tiểu thư cũng nên sống với bà con dân dã một phen cho biết chớ. Má Vân đứng trước hiên nhà đợi. Vẻ nóng ruột. Bà hỏi ngay khi Thư theo chân Vân tới trước nhà. Sao nổi hứng bất tử vậy hai cô? Vân đáp. Nó muốn thử sức để coi ngày mai có thể đi bộ tới suối nước nóng tuốt trong rừng không đó mà má. Thôi vô nhà đi. Trễ lắm rồi. Cá trích tươi rói. Gỏi ngon lắm. Hảo đang dọn chén đũa trong nhà. Chú bé hỏi Thư. Chị hết sợ rồi phải không? Em nói rồi mà. Mai chị về Sài Gòn tha hồ mà khoe với bạn chị. Má Vân đốt đèn dầu để ở một đầu bàn. Khi ánh sáng không đủ để soi rõ từng chi tiết trên gương mặt bà, Thư mới nhận ra rằng người mẹ vẫn có khuôn mặt đẹp theo nghĩa đẹp của tâm hồn. Có lẽ, nhan sắc của những người mẹ đều đã trao hết cho con khế khi họ phải sắn quần lội qua bến lội đến với biển đời. Nè con nhỏ kia, cầm đũa đi chớ. Hay là mày nhớ Sài Gòn rồi? Vân dục bạn. Thư cầm đũa sau khi trả lời. Tao nhớ má. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Quý vị hãy nhớ để lại phản hồi ở phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh. Quý vị và các bạn nhé! Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại!